Bất Động Sản Nhà Bè xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Bất Động Sản Nhà Bè xin kính mời tất cả quý khách hàng sẽ cùng chúng tôi đi tham quan một căn nhà phố nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trước nhà của chúng ta có con hẻm là 5 mét, do đó xe hơi có thể ra vào rất là thoải mái. Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là Bách Hóa Xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cách chợ Phố Sơn khoảng 200 m, đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi. Nhà của chúng ta có con hẻm rất là lớn, xe hơi có thể đậu trước nhà thoải mái, do đó với khách hàng rất là tiện lợi trong quá trình đi lại cũng như là di chuyển của gia đình mình. Nhà chúng ta nằm ngay khu vực cao ráo, có hệ thống đèn đường chiếu sáng cũng như là hệ thống điện nước, cống rãnh hoàn chỉnh. Còn đây là khu vực mặt tiền phía trước nhà. Nhà được thiết kế với 3 lớp cửa, một lớp cửa sắt phía ngoài, ở giữa là lớp cửa cuốn được điều khiển bằng remote rất là chắc chắn. Cuối cùng là lớp cửa kính cường lực 10 ly, do đó sẽ tạo cho gia chủ có cảm giác an toàn tuyệt đối. Còn đây là khu vực không gian phòng khách. Phòng khách của chúng ta rất là lớn với diện tích là ngang 5,5 m dài 12 m. Thì tại vị trí này chúng ta có thể đậu được ô tô 7 chỗ trong nhà và vẫn còn khoảng không gian rất là rộng rãi. Nhà được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu một trệt 2 lầu sân thượng, gồm có 4 phòng ngủ và 5 toilet. Do đó sẽ rất là phù hợp cho các thành viên trong gia đình mình. Với lối thiết kế mới, kiến trúc sư giúp cho ngôi nhà trở nên có chiều sâu hơn, cùng với cách trang trí riêng sẽ tạo cho chủ nhân mới có cảm giác trong lành và tươi mát, không bị quá nóng của cái nắng gắt khó chịu. Không những thế, chủ nhà còn sử dụng hệ thống đèn LED ở tất cả các phòng và ban công ở tầng 2. Điều này làm cho căn nhà trở nên sáng và tặng thêm tính thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Nhà của chúng ta nằm tại một vị trí vô cùng đẹp và rất là đắc địa, bởi vì là đường một trục và chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát chỉ có khoảng 30 m mà thôi. Do đó đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để cho quý khách hàng có thể sở hữu cho mình và gia đình một căn nhà đẳng cấp và rất là có giá trị này. Và đây cũng là một trong những căn nhà với sự lựa chọn phải nói là rất là tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Con hẻm trước nhà của chúng ta thì cực kỳ là rộng rãi, xung quanh cũng có rất là nhiều tiện ích. Sát bên là trường học cấp 1, cấp 2, ngân hàng, công viên, nhà thờ và cách Ủy ban Nhân dân và Công an thị trấn khoảng 200 m mà thôi. Trước mắt của chúng ta là khu vực không gian phòng ngủ thứ nhất. Với cái không gian phòng ngủ này thì rất là rộng rãi, chủ nhân đã trang bị một cái giường và một cái tủ nhưng vẫn còn khoảng trống rất là nhiều. Còn đây là khu vực ban công phía trước nhà. Từ vị trí này nếu như chúng ta đi qua Phú Mỹ Hưng quận 7 chỉ đúng 5 phút xe máy. Do đó một căn nhà đẹp, sang trọng, tinh tế, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, có nhiều tiện ích đi kèm, sổ hồng 2020, hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng, giá rẻ nhất thị trường, thì đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho tất cả mọi người và rất là đáng để cho quý khách hàng đầu tư cũng như là để sở hữu riêng cho mình và gia đình một căn nhà rất là đẹp, hiện đại, kiên cố và rất là sang trọng này. Vị trí đắc địa để chúng ta có thể ở hoặc kinh doanh mua bán, mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty đều rất là ok. Tất cả nội thất bên trong căn nhà này đều được chủ nhà tặng lại toàn bộ cho quý khách hàng khi sở hữu căn nhà này. Do đó đây là cơ hội rất là tốt để cho quý khách hàng sở hữu căn nhà. Nếu như quý khách quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Hoặc quý khách cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Quý khách hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Nếu như quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp, vị trí hẻm xe hơi, hẻm thông nằm ngay trục đường chính Huỳnh Tấn Phát giáp quận 7, phù hợp với đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty cũng như là cho thuê kinh doanh, hoặc có thể mua ở và đầu tư cũng xin lợi nhuận rất là cao, thì đây là một căn nhà rất là phù hợp cho gia đình mình có thể chọn lựa cũng như là nên xem và tham quan và chọn mua cho mình một căn nhà phù hợp với gia đình mình. Và đây cũng chính là một căn nhà được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn. Nếu khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng tham quan căn nhà này một cách chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Quý khách cũng hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.